Hello, Út Khờ xin mến chào quý vị khán giả, chào tất cả ông bà cô chú bác, chào tất cả mọi người đã đến với kênh Út Khờ, trai miền Tây của con nha mọi người. Mọi người ơi, thì ngày hôm nay Út Khờ vẫn tiếp tục và xin chia sẻ với quý vị khán giả tất cả mọi người về chị Vedette Vũ Thu Phương trên cộng đồng mạng bán cá viên chiên. Quý vị khán giả ơi, thật sự mà nói thì Út Khờ xem được những đoạn video ngắn về chị Vedette Vũ Thu Phương thì rất là vui thôi quý vị khán giả à. Từ những ngày mà bắt đầu bán cá viên chiên ở bên quận 5 đường Nguyễn Tri Phương đó quý vị khán giả, thì một cái xe cá viên chiên nho nhỏ mà thôi, chắc có lẽ bằng cái sự duyên dáng, cái sự chia sẻ, bằng cái niềm tin yêu hoạt bát đậm đà trữ tình của chị Vedette Vũ Thu Phương mà cảm động đến tất cả quý khán thính giả yêu thương, thì đến ngày hôm nay dù cho cái chỗ cũ chị buôn bán thì nó không có được trọn vẹn, gọi là cũng buôn bán qua ngày, nhưng mà cũng có phường đồ gì đến nghe chị chia sẻ như vậy, và đến ngày hôm nay thì chị có được một cái cơ nơ, có một cái chỗ gọi là cái chỗ nó tốt đẹp hơn đó mọi người, có ghế ngồi nè, tại chỗ đó có bán nước uống nữa, thì giống như khán thính giả đã xem thì rất là vui thưa mọi người ạ. Út Khờ xem qua những đoạn video ngắn cũng rất là vui, ở nơi đó thấy trai xinh gái đẹp tụ họp lại ăn cá viên chiên rồi đùa giỡn nói chuyện rất là vui, thì chị Vũ Thu Phương cũng rất là vui thưa mọi người ạ, bán cá viên chiên mà lúc nào cũng làm vui cho tất cả mọi người xem. Một điều thấy gần lắc rất là vui là chị Vedette Vũ Thu Phương nói chị bấm vẽ, bây giờ chị bấm vẽ cho bây giờ xí xa xí xì, chị nói tiếng Tàu, nói chung là nói nói rất là vui, rất là hoạt bát, thì mọi người biết rồi, trong cuộc sống mà chị em trong cộng đồng LGBT cũng như những người bình thường khác thì những chị em trong cộng đồng LGBT đó, tất cả mọi người rất là vui, rất là hòa đồng và đứng lên bằng cái sức lao động của mình, chia sẻ bằng những tình cảm yêu thương, phải không mọi người? Út Khờ tin chắc rằng, chắc có lẽ rằng là cái sự duyên dáng, cái sự nhiệt tình và cái sự vui vẻ thì ở nơi Sài Gòn qua lệ thì sau một ngày làm việc vất vả thì buổi tối thì anh chị em tất cả mọi người không kể tuổi tác luôn tụ họp với nhau để trò chuyện nè, chỗ nào vui thì tụ họp rất là náo nhiệt thôi mọi người ạ. Thì ngày hôm nay Út Khờ xem được trên những kênh nhà giống như là của chị Vedette Vũ Thu Phương hay là các anh em chị em đồ gì đến đó quay chia sẻ rất là vui, thì Út Khờ xem được và Út Khờ muốn chia sẻ một cái tình thương, tình vợ, niềm vui nào đó với quý vị khán giả bằng một video ngắn trên kênh nhà của em Út Khờ để chia sẻ với tất cả mọi người. Một điều gần chắc có lẽ gần tất cả mọi người cũng xem được và nhóm của chị Vedette Vũ Thu Phương rất là vui. Có chị Đông Đông nè, rất là xinh đẹp nè. Rồi có chị Minh Tuyết nữa mọi người ơi. Chị Minh Tuyết cũng rất là duyên dáng nè. Rồi lúc nào chị Thu Phương cũng được trang điểm tại nhà của chị Búp Búp nữa nè quý vị khán giả. Rồi ai nữa nè, lúc nào chị Kiên Kiên cũng nói Kiên Chằng, phong quý vị khán giả lúc nào cũng gọi Kiên Chằng lên hết trơn á. Những người bạn bên cạnh của chị Thu Phương ai cũng xinh đẹp và ai cũng vui, phải không thưa tất cả mọi người. Nói chung là có cái show nào á, show diễn nào á thì chị Thu Phương sẽ tham dự. Còn những ngày á mà không có show diễn á thì chị Phương á lại buôn bán và trò chuyện với tất cả mọi người. Còn mọi người thấy chị Phương mà đến những tiệm điện thoại này hay là đến tiệm quần áo hay là bóp đầm dài dép gì đó là những gì mà chị Phương đến đó mọi người, để quảng cáo chia sẻ lên cho cộng đồng mạng biết là những chỗ đó là rất là uy tín nha mọi người, giá thì cũng phải chăng dữ lắm. Bởi vì vậy mà chị Thu Phương trước khi mà nhận một lời quảng cáo gì á, chị Thu Phương cũng rất là cân nhắc để coi mình có quảng cáo cho một sản phẩm nào đó hay không. Thì những cái mà chị Thu Phương và nhóm của chị quảng cáo á mọi người thì đã được chọn lựa và chọn lọc xài á, rất là ưng ý, rất là đúng đúng chắc luôn á mọi người ạ. Ngày hôm nay thì Út Khờ muốn chia sẻ cái tình thương của Út Khờ gửi cho chị Thu Phương, thì chúc cho chị bán cá viên chiên lúc nào cũng vui vẻ và bán đắt thật là nhiều để tạo niềm vui cho tất cả mọi người, để cho mọi người mỗi buổi tối quy tụ về và họp để ăn cá viên chiên của chị thật là ngon và trò chuyện thật là vui nha mọi người. Em Út xin chúc tất cả nhóm của chị Thu Phương lúc nào cũng vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Chúc tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên. Em Út chào quý vị khán giả nha. Bye bye mọi người.